Thưa quý vị, một người phụ nữ mà có thể nói là chạy như con thoi từ sáng cho đến giờ đã đến với Đại Nhạc Hội Ảnh Sau Đêm. Thưa quý vị, cô là người đã cung cấp lương thực thực phẩm cho anh chị em chúng tôi. Quý vị có thể thấy đây, rất nhiều đồ ăn, thức uống cũng như là hậu trường sân khấu cô đã chuẩn bị rất kỹ. Thì xin mời quý vị cùng đến với một nhân vật rất đặc biệt trong cuộc đời của nam ca sĩ Đan Nguyên, đó là mẹ của Đan Nguyên. Dạ, con chào cô. Dạ, cô có thể chia sẻ như thế nào về người con trai của mình? Cô cảm thấy hạnh phúc khi mà Đan Nguyên ngày càng thành công, ngày càng được nhận được nhiều sự yêu thương của quý vị khán giả khắp nơi, và đặc biệt là những cái sự hỗ trợ âm thầm phía sau của cô mà Đan Nguyên không bao giờ kể trên mạng xã hội, thì cô có thể nào cô chia sẻ giúp cho con được không? Trước hết xin chào khán thính giả trên toàn thế giới. Xin chúc khán thính giả thật nhiều sức khỏe và sự may mắn trong cuộc sống. Nói thật ra tôi có 4 đứa con nhưng mà đứa nào cũng ngoan hết, nhất là Đan Nguyên rất là đạo đức hiếu thảo, nói chung là rất là tuyệt vời. Khi cái live show này của Đan Nguyên và Trầm Hương làm, tôi rất là vinh dự, rất là hạnh phúc, cũng được cháu Trầm Hương mời đến đây, và hôm nay tôi cũng ra tay để làm cơm để cho anh chị em nghệ sĩ ăn. Mà cũng xin cảm ơn các anh chị em trường quay nè, các anh em nghệ sĩ cũng đã đến đây để mà phục vụ trong cái đêm hôm nay được thành công mỹ mãn. Rất là vui, rất là cảm ơn tất cả mọi người. Không biết nói gì hơn, xin chúc tất cả mọi người, tất cả anh chị em ca nhạc sĩ đều được nhiều sức khỏe và rất là nhiều show và sự may mắn trong cuộc sống. Dạ, và có một đứa con như Đan Nguyên thì quá sức là tuyệt vời. Tôi rất là hạnh phúc, cũng xin cảm ơn khán thính giả trên toàn thế giới. Xin cảm ơn em đã phỏng vấn cô, cảm ơn em rất nhiều. Tuy nấu ăn không ngon nhưng mà cũng cố gắng nấu chút đỉnh để cho anh chị em ăn cho vui. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn em, xin cảm ơn con Trầm Hương. Quý vị cũng có thể thấy được là cái sự hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt của cô khi có một người con giống như Đan Nguyên. Con luôn chúc cô với thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng với Đan Nguyên, đồng hành cùng với tụi con cho những chương trình Đại Nhạc Hội Ảnh Sau Đêm sắp tới. Cô tiếp tục chiên cơm nè, cô tiếp tục cô nấu bò kho nè, cô luộc gà nè, và đặc biệt là cô luôn luôn mang đến một con heo quay thiệt là to cho hậu trường sân khấu chúng tôi có một buổi ăn no trước khi buổi trình diễn. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Mọi người rất là nhiều. Good night.